Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defend, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 29 tháng 5, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới các bạn một số thông tin gây bất ngờ mà chúng tôi mới thu thập được liên quan tới các mục tiêu giúp quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng hiện đại hơn của tập đoàn Viettel. Trước khi đi vào câu chuyện chính, phải nói rằng thật sự tâm phục khẩu phục trình độ cài cắm con chữ trong các bản tin quân sự của báo quân đội nhân dân nói chung và các tờ báo chính thống khác của quân đội nói riêng. Lên báo rồi, coi như công khai, không còn là bí mật, thế mà nhiều khi như không nói gì, thế mới hay chứ. Dựa theo thời gian, bài viết sau đây đã xuất bản từ ngày 20 tháng 1 năm 2022, vừa rồi mới lấy thông tin nền cho câu chuyện khí tài quang điện tử xong, hôm nay đọc lại mới phát hiện ra một thông tin cài cắm đã gần 2 năm, giờ mới biết. Thôi, nói lắm làm gì, nghe cái đoạn này đi rồi anh em sẽ biết. Ngoài những sản phẩm đã được trang bị, đơn vị còn có các sản phẩm đã nghiên cứu và chế tạo thành công, sẵn sàng được triển khai như đài quang điện tử tầm xa dùng cho tàu chiến biển, các hệ thống quang điện tử trên xe tăng, quang điện tử cảnh giới đang được tiếp tục nghiên cứu và phát triển. Một mảng khác về quang điện tử là nghiên cứu đầu dẫn quang điện tử hồng ngoại cũng đang được tích cực nghiên cứu tại Viettel. Viettel với khí tài quang điện tử xe tăng, quang điện tử cảnh giới thì chúng ta đều đã biết trong thời gian qua. Nhưng đầu dẫn quang điện tử hồng ngoại chắc chắn chúng tôi chưa bao giờ khai thác và thấy rằng cũng ít ai nói tới thành tựu này. Nếu chỉ đặt thành tựu trong một diện hẹp thì không thể hiểu hết được rốt cuộc cái nghiên cứu này có tác dụng gì. Tuy nhiên, nếu đặt trong diện rộng, nói về mặt khái niệm, ứng dụng của khí tài quang điện tử, các bạn sẽ thấy điều sau đây. Như đã nói về câu chuyện về đài cảnh giới VEELRA, quang điện tử là lĩnh vực không thể thiếu trong chiến tranh hiện đại, gồm trinh sát, giám sát, cảnh báo, chỉ thị mục tiêu, điều khiển hỏa lực, tới dẫn đường. Trong mỗi ứng dụng, quang điện tử đã phát triển thành nhiều chủng loại, có mặt trong các cấp độ, từ các hệ thống vũ khí chiến lược đến các khí tài mang tính chiến thuật. Có thể chia ứng dụng của sản phẩm quang điện tử hồng ngoại thành 3 nhóm trong tác chiến hiện đại với các vai trò là hỗ trợ, tấn công và phòng thủ. Đối với ứng dụng trong vai trò tấn công, dẫn đường hồng ngoại là hệ thống dẫn đường vũ khí thụ động sử dụng bức xạ hồng ngoại từ đối tượng để phát hiện và bắt bám. Do đặc tính thụ động và hoạt động tốt vào ban đêm, vũ khí sử dụng đầu dẫn hồng ngoại hết sức lợi hại bởi tính bất ngờ và độ chính xác cao. Đầu dẫn hồng ngoại có mặt trong các tên lửa không đối không tầm gần phổ biến nhất như AIM-9X Sidewinder của Mỹ, R-73 của Nga, PL-10 của Trung Quốc, Python 5 của Israel, tên lửa đất đối không vác vai như FIM-92 Stinger của Mỹ, 9K-38 Isla của Nga hay tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ, Spy của Israel. Với kích thước nhỏ, các tên lửa mang đầu dẫn hồng ngoại có thể có bệ phóng trên các điểm cố định, trên các phương tiện cơ động hoặc vác vai. Tính ưu việt của tên lửa tầm nhiệt đã giúp chúng trở nên ngày càng phổ biến. Hiện nay, gần như tất cả các máy bay chiến đấu đều mang theo những quả tên lửa tầm nhiệt đa dụng, trong khi ở biên chế đơn vị lục quân hiện đại cho đến mức trung đội đều được trang bị tên lửa tầm nhiệt vác vai. Sự phổ biến và thành công của tên lửa tầm nhiệt thể hiện ở con số thống kê 90% máy bay thiệt hại của Mỹ trong vòng 25 năm qua đến từ tên lửa có đầu dẫn hồng ngoại. Nghe xong thông tin này, các bạn cảm thấy thế nào? Còn chúng tôi thì đang thấy rằng, Viettel đúng là có ý đồ hết sức nghiêm túc về việc phát triển các hệ thống vũ khí dẫn đường nội địa, và nó không chỉ bao gồm câu chuyện về VCM-01, tên lửa phòng không mà có thể ứng dụng trên cả máy bay tiêm kích. Hay nói thẳng, Viettel có thể đang tham vọng tới cả tên lửa không đối không, tên lửa chống tăng sử dụng đầu dẫn hồng ngoại. Nhưng trước khi đi tới phần tiếp của câu chuyện, tôi lưu ý với những anh em thích một phát ăn ngay, phải có luôn tham số kỹ thuật thì thông tin này không có trong bản tin hôm nay đâu ạ. Cũng không phải là trong năm nay, năm sau hay lâu hơn nữa. Điều mà chúng tôi muốn nói thêm là liên quan tới việc vì sao nên sản xuất vũ khí thông minh nói chung và tên lửa tầm nhiệt nói riêng, những thuận lợi và khó khăn. Còn tham số thì xin nhắc lại, người ta đã không cho biết thì tỷ năm cũng không ai biết. Và bây giờ là phần tiếp của câu chuyện. Như các bạn đã thấy, công nghệ đầu dẫn hồng ngoại có rất nhiều ưu điểm trong việc phát triển vũ khí thông minh, chính xác cao, áp dụng cực kỳ đa dạng đối với hàng loạt lớp tên lửa. Làm chủ công nghệ này sẽ tạo một bước đột phá lớn trong việc phát triển các tổ hợp vũ khí chính xác cao hoàn toàn trong nước. Hiện nay, Việt Nam đã bắt đầu từng bước làm chủ một số loại vũ khí thông minh trong nước, bao gồm tên lửa phòng không vác vai, tên lửa hành trình chống hạm, nhưng so với số lượng đạn dược phải nhập khẩu, thì con số sản xuất có lẽ chiếm một tỷ trọng khiêm tốn. Khó thì có thể nói là rất nhiều cái khó, không cái gì là dễ dàng, kể cả mua bản quyền nước ngoài thì họ cũng bằng mọi cách giữ chặt ta bên họ, không phải dễ là chuyển giao cho mình từ A đến Z để mình đủ lông đủ cánh, quay ngược lại, cạnh tranh với họ. Đôi khi chúng ta tập trung nhiều tới những cái lớn mà quên mất rằng chi phí đạn dược rất lớn và nếu không sản xuất được thì phải nhập khẩu hàng năm. Xin thưa với các bạn rằng, người ta hay nói vũ khí Nga rẻ hơn vũ khí Mỹ, nhưng rẻ thì cũng không có cái giá vài chục nghìn đô một quả tên lửa
mà đơn vị tính bằng vài trăm nghìn tới cả triệu đô một quả. Ví dụ luôn là tên lửa tự dẫn hồng ngoại, loại tên lửa hàng không mà ta đang phải nhập từ Nga hiện nay là mẫu R-73E trang bị cho Su-27 và Su-30. Căn cứ theo đơn hàng của Ấn Độ, mua 300 quả R-73 với giá 215 triệu đô hồi năm 2019, trung bình mỗi quả có giá tới 716.000 đô. Xin nhắc lại, 716.000 đô cho một quả tên lửa không đối không tầm ngắn, nặng 105 cân, dài 2,93 mét, tầm bắn 30 cây. Các tên lửa bắn càng xa, càng hiện đại thì giá càng tăng cao. Dĩ nhiên, so với chi phí một chiếc máy bay mà R-73 có thể bắn hạ thì giá tên lửa vẫn rẻ hơn nhiều. Nhưng đó là liên quan tới câu chuyện cần phải có, còn đây là so sánh chuyện sản xuất và nhập khẩu. Đó là còn chưa nói tới câu chuyện chi phí bảo quản, sửa chữa tên lửa. Tên lửa cũng có hạn sử dụng của tổng thể quả đạn, của từng bộ phận trên đạn, không có nghĩa là anh đóng hòm để 10 năm thì đạn vẫn đảm bảo sẽ hoạt động tốt, chữa chắc. Còn nhớ, từng có thông tin về việc Việt Nam gửi các đầu tự dẫn của tên lửa R-73 sang Ukraine để sửa chữa từ nhiều năm trước. Nhiều khê lắm, không quân mà, tốn kém vô cùng, nhưng không có thì không được. Chưa sản xuất được, phải tự mua đạn, cho nên đừng hỏi sao chẳng mấy khi thấy không quân tiêm kích bắn tên lửa thông minh. Bắn thì có bắn, nhưng số lần bắn không nhiều. Mà cũng chẳng phải mỗi mình đâu, nhiều quốc gia xung quanh họ cũng chi tiêu rẻ sẻn. Số lần bắn từ khi mua về tới lúc này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tiền có phải bỏ hết đâu. Cho nên, nói về tham vọng làm chủ công nghệ trong nước, không chỉ mỗi Việt Nam, ai cũng muốn. Có một vấn đề như thế này, hàng nhập khẩu luôn đắt hơn hàng nội địa. Giá một quả tên lửa R-73 bán cho không quân Nga sẽ rẻ hơn nhiều. Rẻ hơn bao nhiêu thì đó là một con số bí mật. Còn với loại tên lửa hồng ngoại AIM-9X của Mỹ, giá bán cho không lực Hoa Kỳ rơi vào khoảng 400.000 đô một quả, trong khi giá xuất khẩu cho Đài Loan là 780.000 đô một quả. Thế nên, nếu Viettel nói riêng và các đơn vị công nghệ quốc phòng nói chung làm chủ việc sản xuất tên lửa hàng không trong nước thì rõ ràng nó tiết kiệm một con số vô cùng to lớn và xa hơn là đảm bảo hậu cần trong thời chiến. Tất nhiên, ở đây chúng ta còn chưa bàn tới việc tích hợp tên lửa nội địa cho máy bay do Nga sản xuất, đó cũng là một câu chuyện rất dài dòng. Nói nôm na, nó liên quan tới phần cứng, phần mềm điều khiển hỏa lực của máy bay tiêm kích. Ôi giời ơi, nhà sản xuất họ không dốt tới mức để cho các ông gắn cái gì cũng được đâu, có bảo mật công nghệ hết cả. Muốn gắn đồ nội địa lên thì phải làm việc với họ, mà làm việc thì phải có tiền, tất cả đều là tiền, rất nhiều tiền. Muốn bẻ khóa ấy à, đừng có mà mơ. Mạnh về kỹ thuật như nước Mỹ mà loay hoay mãi cũng không bẻ khóa được tổ hợp điều khiển hỏa lực trên MiG-29 và Su-27 để gắn tên lửa dẫn đường chủ động AIM-120. Việc lắp tên lửa chống bức xạ AGM-88 HAM chỉ để treo đạn và ấn nút khai hỏa cũng đã là một công trình. Dĩ nhiên, với tên lửa tầm nhiệt cũng có sự thuận lợi nhất định so với tên lửa dẫn đường bằng radar, phải có sự liên thông với cảm biến của máy bay để hỗ trợ quá trình phát hiện mục tiêu. Về mặt bản chất, tên lửa tự dẫn hồng ngoại có thể coi là dạng tên lửa bắn và quên. Đầu dẫn hồng ngoại tự bắt mục tiêu, không nhất thiết phụ thuộc vào đài radar của máy bay. Sau khi phóng đạn sẽ tự bám theo dấu hiệu hồng ngoại phát xạ mà nện chúng một trận. Thế nên trong quá khứ chúng ta từng có một số đề tài cải tiến tên lửa tự dẫn hồng ngoại cho các loại máy bay trong biên chế không cần qua nhà sản xuất. Ví dụ điển hình là việc trang bị tên lửa không đối không K-13 của dòng MiG-21 cho máy bay huấn luyện L-29 của Tiệp Khắc, rồi thì cải tiến lắp tên lửa vác vai A-72 cho tiêm kích đánh chặn J-6 của Trung Quốc và MiG-17 của Liên Xô. Cụ thể, công việc này được thực hiện vào năm 1972 với việc cải tiến hỏa lực cho MiG-17 và J-6 bằng tên lửa vác vai A-72. A-72 là định danh của Việt Nam dành cho tên lửa phòng không vác vai 9K32 Shala 2 hay NATO gọi là SA-7. Tên lửa sử dụng cảm biến hồng ngoại bị động nên không cần thiết phải có radar dẫn bắn, chỉ cần bổ sung cho máy bay giá treo cải tiến và máy ngắm là đủ. Tuy nhiên, khi đưa vào ứng dụng thực tế, tên lửa không phát huy được hiệu quả như mong muốn. Có lẽ nó liên quan tới thiết kế khí động học của đạn tên lửa đất đối không so với không đối không. Thực ra, các tên lửa vác vai như Isla, Stinger sau này đều có phiên bản không đối không trang bị cho trực thăng, nhưng họ đã làm thế nào thì đó là một bí mật công nghệ. Đáng chú ý, sang năm 1974, Việt Nam còn nghiên cứu cải tiến đưa tên lửa không đối không chuyên nghiệp K-13 lên tiêm kích J-6. Nhưng lúc này, cuộc chiến trên không ở miền Bắc đã kết thúc, do đó không có dịp để thử nghiệm hiệu quả. Nói chung, chúng ta có tham vọng, muốn làm, nhưng làm như thế nào lại là chuyện khác. Đó là một con đường không dễ đi, vì nếu dễ thì người ta đi cả rồi, chứ đâu có tới được mình. Hiện nay, ghi nhận trên thế giới chỉ có 13 quốc gia và một liên minh sản xuất tên lửa không đối không nói chung và tên lửa không đối không tầm nhiệt nói riêng. Liên minh ở đây là nhóm các tập đoàn tới từ Italia, Đức, Thụy Điển, Hy Lạp, Na Uy, Tây Ban Nha cùng hợp sức phát triển tên lửa tầm nhiệt IRIS-T thay thế cho tên lửa AIM-19 của Mỹ ở châu Âu. Tính riêng ở châu Á thì không thoát khỏi tay Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Loan, Israel. Riêng Ấn Độ, họ đang tập trung phát triển tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar chủ động
chưa có sản phẩm tên lửa tầm nhiệt, không rõ là không thích hay chưa thể. Khó lắm đấy, nói đơn giản là đầu dẫn quang điện tử bắt mục tiêu hồng ngoại dựa vào nguồn bức xạ nhiệt để bám theo, nhưng khó lắm. Ví dụ như công nghệ tên lửa không đối không thế hệ thứ tư, riêng phần đầu tự dẫn là phải có khả năng quét và chống các biện pháp gây nhiễu bằng mồi bẫy nhiệt. Đại diện cho thế hệ thứ tư là tên lửa R-73 của Nga và AIM-9LM của Mỹ. Hiện nay, các nước đang tập trung phát triển tên lửa không đối không thế hệ 5 với lớp tên lửa tầm nhiệt sử dụng đầu dò hồng ngoại hình ảnh quang điện tử, cho phép tên lửa nhìn thấy hình ảnh thay vì điểm phát bức xạ hồng ngoại đơn lẻ. Bộ cảm biến kết hợp với quá trình xử lý tín hiệu kỹ thuật số mang lại các lợi ích. Khả năng đối phó biện pháp gây nhiễu hồng ngoại tốt hơn vì có thể phân biệt được máy bay với mồi bẫy nhiệt. Độ nhạy lớn hơn nghĩa là tầm bắn sẽ lớn hơn và khả năng xác định các mục tiêu bay thấp, kích cỡ nhỏ như UAV sẽ tốt hơn nhiều. Hình ảnh mục tiêu chi tiết hơn cho phép ngắm vào các bộ phận dễ bị tổn thương hơn của máy bay thay vì chỉ hướng vào đuôi máy bay nơi phát xạ nhiệt lớn nhất. Lịch sử đã ghi nhận một số trường hợp tên lửa trúng đạn tầm nhiệt vào đuôi nhưng vẫn sống sót và về căn cứ an toàn. Nổi tiếng là hai mẫu cường kích A-10 và Su-25 có khả năng sống sót rất cao. Nghe ba dòng lý thuyết nhưng cả một bầu trời công nghệ hiện ra. Thực ra, nếu được mong, chúng tôi chỉ mong thấy việc Viettel hay các đơn vị kỹ thuật của toàn quân phát triển một loại tên lửa tầm nhiệt tương đương thế hệ 3, thế hệ 4 cũng đã là một thành công vang dội. Còn trang bị cho ai thì tính sau, không lên được máy bay tiêm kích thì sẽ nằm ở dưới mặt đất làm nhiệm vụ đất đối không hoặc lên trực thăng. Trực thăng săn trực thăng bằng tên lửa tầm nhiệt, chuyện này có đấy, chỉ là tai ít nghe thôi. Cho nên mới có việc là cả Nga và Mỹ đều trang bị tên lửa không đối không cho trực thăng. Nhìn chung, mọi thứ vẫn đang nằm ở giai đoạn sơ khởi, chưa nói trước được điều gì, chỉ có điều như đã từng nói, ý định, tham vọng là những bước đi đầu tiên để tạo ra một hệ thống vũ khí khí tải mới, không có những thứ đó thì không có gì cả. Nói thật, cách đây 10, 15 năm trước, nói tới việc Việt Nam độc lập phát triển tên lửa hành trình, chắc người ta cười cho thối mũi, nhưng bây giờ ai dám cười nào? Hi hi.